rất vui vì được gặp lại tất cả các em. Cô tên là Trần Thị Uyên Trang, cô đến từ trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, quận 4. Hôm nay, cô tiếp tục đồng hành cùng với các em trong chương trình dạy học trực tuyến môn tiếng Việt lớp 4, phần môn tập đọc. Các em ạ, để giờ học của chúng ta thật sự đạt hiệu quả, cô lưu ý các em một số điều như sau. Chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 tập 2. Bút vở ghi chép. Ngồi học ngay ngắn ở nơi có đầy đủ ánh sáng. Không ngồi quá gần TV. Tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Nào, bây giờ chúng ta cùng đến với giờ học các em nhé. Cô mời các em cùng nhìn lên màn hình. Trong hình là hai bạn nhỏ cười thật tươi phải không các em? Có câu nói như thế này các em ạ. Khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng, hãy nhìn vào gương và nở một nụ cười thật rạng rỡ. Bởi vì tiếng cười là món quà thiêng liêng của cuộc sống. Các em biết không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đấy. Tại sao tiếng cười lại là liều thuốc bổ? Để giải đáp cho câu hỏi này, cô mời các em cùng đến với bài học của ngày hôm nay nhé. Bài học của chúng ta là bài tập đọc Tiếng cười là liều thuốc bổ. Các em cùng thực hiện với cô 3 hoạt động. 1. Luyện đọc. 2. Tìm hiểu bài. 3. Luyện đọc lại. Cô mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 153. Cùng đến với cô hoạt động thứ nhất. Cô đọc mẫu, các em đọc thầm cùng cô. Khi đọc bài, các em xác định cho cô các từ cần luyện đọc. Các em đã nắm được nhiệm vụ của mình chưa? Nào, bây giờ cùng đọc bài với cô nhé. Tiếng cười là liều thuốc bổ. Một nhà văn đã từng nói, con người là động vật duy nhất biết cười. Theo một thống kê khoa học, mỗi ngày, trung bình người lớn cười 6 phút. Mỗi lần cười kéo dài độ 6 giây. Một đứa trẻ trung bình mỗi ngày cười 400 lần. Tiếng cười là liều thuốc bổ. Bởi vì khi cười, tốc độ thở của con người lên đến 100 km một giờ. Các cơ mặt được thư giãn thoải mái và não thì tiết ra một chất làm người ta có cảm giác sảng khoái, thỏa mãn. Ngược lại, khi người ta ở trong trạng thái nổi giận hoặc căm thù, cơ thể sẽ tiết ra một chất làm hẹp mạch máu. Ở một số nước, người ta đã dùng biện pháp gây cười để điều trị bệnh nhân. Mục đích của việc làm này là rút ngắn thời gian chữa bệnh và tiết kiệm tiền cho nhà nước. Bởi vậy, có thể nói, ai có tính hài hước, người đó chắc chắn sẽ sống lâu hơn. Theo báo Giáo dục và Thời đại. Hẳn là các em đã xác định được các từ cần luyện đọc rồi đúng không nào? Vậy khi đọc bài các em lưu ý phát âm cho đúng nhé. Sau đây cô hướng dẫn các em một số từ cần luyện đọc như sau. Đó là các từ sảng khoái, thỏa mãn, chữa bệnh. Khi đọc từ sảng khoái, các em lưu ý phát âm đúng âm đầu sờ. Khi đọc từ thỏa mãn, các em lưu ý phát âm đúng vần an trong tiếng Mãn và Thanh Ngã. Cô hướng dẫn các em hiểu nghĩa của từ thỏa mãn nhé. Thỏa mãn có nghĩa là cảm thấy hoàn toàn bằng lòng với những cái đạt được. Coi là đầy đủ rồi, không còn mong muốn gì hơn. Vậy khi đọc từ chữa bệnh, các em lưu ý phát âm đúng Thanh Ngã trong tiếng chữa. Ngoài một số từ được chú giải trong sách giáo khoa, cô giúp các em hiểu nghĩa một từ nữa. Đó chính là từ hài hước. Hài hước có nghĩa là có tính gây cười. Các em ạ, để đọc bài tốt hơn, chúng ta còn phải biết ngắt nghỉ hơi ở câu dài nữa đấy. Sau đây, cô hướng dẫn các em cách ngắt nghỉ hơi câu sau. Cô mời các em quan sát màn hình. Cô đã ngắt nghỉ hơi của câu này rồi. Bây giờ, các em cùng đọc lại theo cô nhé. Bởi vì khi cười, tốc độ thở của con người lên đến 100 km một giờ. Các cơ mặt được thư giãn thoải mái và não thì tiết ra một chất làm người ta có cảm giác sảng khoái, thỏa mãn. Như vậy là cô và các em đã luyện đọc xong rồi. Cô tin chắc rằng các em đọc bài tốt hơn. Nhưng các em có muốn đọc bài diễn cảm hơn không nào? Cùng đến với cô ở hoạt động thứ hai, đó là tìm hiểu bài. Các em hãy đọc nhanh toàn bài, phân tích cấu tạo của bài báo trên và nêu lên ý chính của từng đoạn các em nhé. Thời gian suy nghĩ của các em bắt đầu. Không có gì là khó phải không các em? Cô tin chắc rằng các em đã có kết quả rồi đấy. Đối chiếu cùng với cô các em nhé. Để các em tiện theo dõi, cô có bảng phân tích như sau. Bài báo có 3 đoạn cụ thể đấy các em. Đoạn 1,
từ một nhà văn cho đến 400 lần. Đoạn 2. Từ tiếng cười đến hẹp mạch máu. Đoạn 3. Ở một số nước cho đến sẽ sống lâu hơn. Vậy ý chính của từng đoạn này là gì? Các em cùng theo dõi với cô nhé. Ý chính của đoạn 1 chính là sự khác biệt giữa con người với các loài động vật khác là tiếng cười, một đặc điểm quan trọng để phân biệt. Ý chính của đoạn 2 đó chính là tiếng cười là liều thuốc bổ. Ý chính của đoạn 3, người nào có tính hài hước sẽ sống lâu hơn. Các em ạ, các nhà khoa học đã nghiên cứu thời gian cười của người lớn và trẻ em như thế nào? Các em hãy suy nghĩ giúp cô nhé. Thời gian suy nghĩ của các em bắt đầu. Hẳn là các em đã có kết quả rồi đúng không? Nêu lên suy nghĩ của mình xem có trùng ý với cô không nhé. Các nhà khoa học nghiên cứu thời gian cười của người lớn và trẻ em như sau. Người lớn trung bình mỗi ngày cười 6 phút, mỗi lần cười kéo dài 6 giây. Trẻ em trung bình mỗi ngày cười 400 lần. Các em ạ, tiếng cười rất có ích nên các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu và có kết luận như vậy. Người ta nói tiếng cười là liều thuốc bổ. Vì sao tiếng cười lại là liều thuốc bổ? Vì tiếng cười làm cho tốc độ thở của con người lên đến 100 km/h. Các cơ mặt thư giãn. Não tiết ra một chất làm con người có cảm giác sảng khoái, thỏa mãn. Các em ạ, nếu chúng ta sống trong trạng thái tức giận hoặc căm thù thì cơ thể của chúng ta sẽ như thế nào? Các em hãy suy nghĩ giúp cô nhé. Các em ạ, nếu chúng ta sống trong trạng thái tức giận hoặc căm thù thì cơ thể sẽ tiết ra một chất làm hẹp mạch máu, gây nguy hiểm đến tính mạng đấy các em. Nếu không có tiếng cười thì cuộc sống trở nên tệ nhạt và vô vị. Ở bài tập đọc Vương quốc vắn nụ cười tuần 33, chúng ta thấy được sự tẻ nhạt buồn chán của cả một đất nước khi mà người dân bỏ quên tiếng cười, hẳn là các em còn nhớ. Vậy trong cuộc sống, chúng ta chọn tiếng cười hay tức giận? Sẽ chọn tiếng cười phải không nào? Vì tiếng cười làm cho cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn. Các em ạ, tiếng cười còn có một điều thú vị nữa mà ít ai trong chúng ta biết đến. Tiếng cười có tác dụng chữa bệnh đấy các em. Người ta tạo ra tiếng cười cho bệnh nhân để làm gì? Các em hãy làm bài tập sau. Các em hãy khoanh vào chữ cái đúng nhất. Người ta tạo ra tiếng cười cho bệnh nhân để A. Giúp bệnh nhân cảm thấy vui. B. Tiếng cười làm bệnh nhân giảm đi sự mệt mỏi. C. Tiếng cười giúp bệnh nhân bớt đau. D. Để rút ngắn thời gian điều trị bệnh nhân, tiết kiệm tiền cho nhà nước. Thời gian suy nghĩ của các em bắt đầu. Chắc chắn rằng các em đã có kết quả rồi đúng không nào? Cô tin rằng trong một thời gian ngắn thôi, các em đã hoàn thành bài tập này rồi. Vậy trong 4 ý A, B, C, D các em chọn ý nào? À, cô nghe các em nói chọn ý D. Vậy kiểm tra xem kết quả của các em có trùng ý với cô không nhé. Cô chúc mừng các em đã chọn đáp án là D. Đúng rồi các em ạ. Để rút ngắn thời gian điều trị bệnh nhân và để tiết kiệm tiền cho nhà nước. Các em biết đó, tiếng cười còn có tác dụng rút ngắn thời gian điều trị bệnh nhân, tiết kiệm tiền cho nhà nước. Vậy các em rút ra được điều gì qua bài này? Các em hãy làm bài tập xong. Các em cũng chọn ý đúng nhất nhé. A. Cần phải cười thật nhiều dù ở bất cứ nơi đâu. B. Cần biết sống một cách vui vẻ. C. Nên cười đùa một cách thoải mái trong bệnh viện, trong lớp học. Thời gian suy nghĩ của các em bắt đầu. Chắc chắn rằng các em đã có kết quả rồi đúng không nào? Trong 3 câu A, B, C, các em chọn ý nào? À, cô nghe các em nói rằng ý B. Kiểm tra xem ý của các em có trùng ý với cô không nhé. Chính xác các em ạ. À, cô chúc mừng các em đã chọn đáp án là câu B. Đó chính là cần biết sống một cách vui vẻ. Các em ạ, à, tiếng cười đã làm cho cuộc sống của con người hạnh phúc hơn và sống lâu hơn. Vậy nội dung chính của bài này là gì?
đó chính là tiếng cười làm cho con người hạnh phúc, sống lâu. Cần có tiếng cười để tinh thần thoải mái và có niềm vui cuộc sống. Sau đây, cô sẽ mời các em xem một đoạn clip ngắn về tiếng cười của trẻ thơ. Các em sẵn sàng và xem nhé! Các em ạ, nụ cười của trẻ thơ luôn luôn trong sáng hồn nhiên. Cô mong rằng tất cả các em luôn nở nụ cười trên môi để cuộc sống của chúng ta luôn luôn vui vẻ các em nhé. Như vậy là cô và các em đã tìm hiểu xong bài rồi. Chắc chắn giờ đây các em đọc tốt hơn, diễn cảm hơn. Hẳn là mỗi em sẽ chọn cho mình một cách đọc cụ thể khác nhau phải không nào? Cô cũng có một phương án đọc bài, các em cùng tham khảo với cô nhé. Đó chính là đọc trôi chạy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng các từ ngữ nêu bật tác dụng của tiếng cười. Đọc diễn cảm toàn bài. Sau đây, cô hướng dẫn các em đọc diễn cảm đoạn sau. Đầu tiên, chúng ta lưu ý những từ chúng ta cần nhấn giọng các em nhé. Đó là các từ liều thuốc bổ, cơ mặt, thư giãn thoải mái, não, tiết ra một chất, sảng khoái thỏa mãn, hẹp mạch máu. Bây giờ, các em cùng đọc với cô nhé. Tiếng cười là liều thuốc bổ. Bởi vì khi cười, tốc độ thở của con người lên đến 100 km/h. Các cơ mặt được thư giãn thoải mái và não thì tiết ra một chất, làm người ta có cảm giác sảng khoái, thỏa mãn. Ngược lại, khi người ta ở trong trạng thái nổi giận hoặc căm thù, cơ thể tiết ra một chất làm hẹp mạch máu. Như vậy là cô và các em đã tìm hiểu xong nội dung của bài tập đọc ngày hôm nay. Các em hãy luyện đọc lại bài Tiếng cười là liều thuốc bổ và đọc bài cho người thân nghe nhé. Chuẩn bị bài sau, đọc và tra từ điển những từ em chưa hiểu nghĩa trong bài Ăn mầm đá trang 157. Các em ạ, giờ học của cô và các em đã kết thúc rồi. Cô luôn luôn mong muốn các em chăm ngoan học giỏi. Cô hẹn gặp lại các em trong tiết học của tuần sau. Cô thân ái chào tạm biệt tất cả các em.